Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel TradeApex. Lại là tôi đây, rất vui là được gặp các bạn trong video lần này. Và trong video lần này, đến một chuỗi video sau, tôi sẽ cố gắng vào cái phần trọng tâm của một tài khoản giao dịch. Đó chính là cách quản lý một tài khoản, cách hiểu một tài khoản và cơ cấu một tài khoản như thế nào. Thì trong chuỗi series đó, tôi sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Đó chính là sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối. Sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối hay còn gọi là sử dụng margin trong giao dịch ngoại hối là một khái niệm mới đối với nhiều nhà giao dịch và là một khái niệm thường bị hiểu lầm nhiều nhất. Nói một cách đơn giản, margin là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện một lệnh giao dịch có đòn bẩy và có thể là một công cụ quản lý rủi ro hữu ích. Và một từ luôn luôn đi kèm khi bạn nói đến margin, tức là margin call, là điều mà các nhà giao dịch luôn luôn cố gắng tránh xa. Việc hiểu không đầy đủ về margin có thể đem lại kết quả giao dịch thua lỗ. Đó là lý do tại sao điều cần thiết đối với các nhà giao dịch ngoại hối là phải nắm chắc margin trước khi đặt giao dịch. Tôi sẽ phân tích thêm trong video lần này. Vậy thì margin là gì? Margin là một lượng tiền ký quỹ mà bạn cần phải đặt làm tài sản thế chấp để bắt đầu giao dịch. Về cơ bản thì đó là số tiền tối thiểu mà một nhà giao dịch cần có trong tài khoản giao dịch để có thể mở một lệnh mới. Điều này thường thông báo dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Và phần chênh lệch giữa tiền margin và toàn bộ giá trị của giao dịch được gọi là tiền vay từ nhà môi giới. Để tôi lấy cho bạn một ví dụ. Chẳng hạn như bạn muốn mở 0,1 lot tiêu chuẩn, tức là 10.000 đô, thì bạn được sàn giao dịch yêu cầu ký quỹ 3,33%, tức là bạn chỉ phải trả 330 đô để có thể giao dịch một lượng tiền có giá trị tương đương với 10.000 đô. Ngoài ra bạn cần phải hiểu đòn bẩy và margin có quan hệ mật thiết với nhau, vì margin càng lớn thì nhà giao dịch càng có thể sử dụng ít đòn bẩy hơn. Điều này là do nhà giao dịch phải đặt nhiều hơn cho giao dịch bằng tiền của chính mình và do đó có thể vay ít hơn từ nhà môi giới. Đòn bẩy có tiềm năng tạo ra lợi nhuận lớn và bên cạnh đó cũng chính là thua lỗ lớn nếu lệnh của bạn đi ngược với điều mà bạn mong muốn. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm. Và bạn nên lưu ý rằng đòn bẩy có thể khác nhau giữa các nhà môi giới và sẽ khác nhau ở các khu vực pháp lý khác nhau, phù hợp với pháp luật của quốc gia sở tại nơi mà họ đang mở công ty hoạt động. Các yêu cầu về margin điển hình và đòn bẩy tương ứng được đưa ra dưới đây. Bạn nhìn vào bảng dưới đây nhé. Bên trái bạn thấy là 50%, bên phải thì sẽ ký hiệu là 21. Bên trái ký hiệu là 3,33%, bên phải ký hiệu là 30,1. Để dễ dàng nhớ thì bạn có thể lấy 1/30 sẽ ra được 3,33%, hoặc là 1/50 bạn sẽ ra được là 2%. Lượng phần trăm này có thể được thay đổi tùy vào cái khối lượng giao dịch của bạn. Bạn quan sát cái biểu đồ bên dưới. Nếu hợp đồng của bạn chẳng hạn như có số lượng lot size là từ 0 cho đến 1050 thì bạn chỉ cần ký quỹ 3,33%. Và trên số đó bạn sẽ tiến dần theo từng khung là 4% và 15%. Đây là một ví dụ điển hình. Thông thường thì tiền margin được xem như là một khoản phí mà nhà giao dịch phải trả. Tuy nhiên, đó không phải là chi phí giao dịch mà là một phần vốn chủ sở hữu tài khoản được trích lập và phân bổ dưới dạng margin. Khi giao dịch với margin thì điều quan trọng cần nhớ là số tiền margin này là điều bắt buộc và nó sẽ bị giữ lại để mở một lệnh giao dịch. Khi quy mô giao dịch tăng lên, các trader cũng chuyển sang cấp tiếp theo, nơi mà yêu cầu ký quỹ cũng tăng lên theo. Ngoài ra thì trong một số trường hợp, chẳng hạn như yêu cầu về margin có thể tạm thời tăng lên trong thời kỳ biến động cao, hoặc là những thời điểm phát hành những cái tin tức về kinh tế hoặc chính trị góp phần vào sự biến động của thị trường. Bên dưới là công thức về margin level. Margin level thì bằng vốn chủ sở hữu chia cho margin được sử dụng và tất cả số đó nhân cho 100. Giả sử một nhà giao dịch đã nạp vào tài khoản 10.000 đô và hiện có 8.000 đô được sử dụng làm tiền ký quỹ, margin level khi này sẽ bằng 125 và cao hơn mức 100%. Nếu margin level giảm xuống dưới 100% thì broker sẽ bắt đầu cấm bạn mở các giao dịch mới và đưa trạng thái tài khoản của bạn vào trạng thái tên là margin call. Khi tài khoản của bạn bị liệt vào margin call thì bạn không thể nào mở một lệnh mới nào cả và tài khoản của bạn sẽ chuyển vào trạng thái là chỉ được phép đóng lệnh, không được phép mở lệnh mới. Để hiểu rõ về cơ cấu tài khoản giao dịch thì bạn cần phải hiểu những khái niệm về EQT, yêu cầu ký quỹ margin, margin đã sử dụng, free margin, margin call, margin level và đòn bẩy.
trong đó free margin là vốn của chủ sở hữu trong tài khoản và không bị ràng buộc về margin cho các vị thế mở hiện tại. Nói một cách nôm na là đây là lượng tiền mà bạn có thể sử dụng để mở những lệnh mới. Bạn hãy xem ví dụ bên dưới, chẳng hạn như trong tài khoản của bạn hiện đang có 10.000 đô, margin được sử dụng cho những cái lệnh hiện tại của bạn là 8.000 đô. Vậy thì free margin sẽ bằng 2.000 đô, bằng công thức lấy 10.000 trừ cho 8.000 đô. Và 2.000 đô này bạn được phép sử dụng để mở những lệnh mới. Như vậy, khi giao dịch tài khoản sử dụng margin, điều quan trọng là các trader cần phải hiểu cách tính số tiền margin cần thiết cho mỗi lệnh của mình. Các trader cần hiểu cái mối liên hệ giữa margin và đòn bẩy và cách thức tăng tỷ lệ margin yêu cầu, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chẳng hạn như là tài khoản của bạn đang có lệnh nhưng nếu bạn không để ý là số lot của bạn bao nhiêu, thì khi đến một số lot bắt buộc, toàn bộ tài khoản của bạn bị nâng margin lên, dẫn đến cái tài khoản của bạn sẽ mau dẫn đến hiện tượng cháy hơn là những tài khoản bình thường. Và đặc biệt điều này liên tục xảy ra trong thị trường biến động tin tức. Và đây là những thông tin tôi cung cấp để bạn có thể hiểu về việc sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối. Và video lần này đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy thích video lần này thì hãy đừng ngại like và subscribe cho mình nhé. Chúc các bạn một ngày giao dịch thật nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.